có chồng tôi không? Giờ còn nghĩ đâu mất. Bà giữ chân lại là yên tâm rồi. Con ăn đi. Có nạn diện nó biết trước thì nó sẽ bị bắn pháo bông nên nó lên nó kêu chụp hình xong không xuống ta. Hả? Diệu á. Nó biết là nó sẽ có câu chuyện kết thúc vậy nên nó lo chụp hình trước anh hãy xuống. Đúng rồi. Chú người ta chụp hình đi xuống. Bắn pháo bông một lý tâm lý lây lan nữa hả? Ủa. Cái chịu bị liền ta. Hai người đó tần số giống nhau hay vậy?